Ngày mới bình an tất cả quý vị đã cùng theo dõi tin 60 giây trên các nền tảng của FBNC. Tôi là Quang Huy và đây là Lệ Nhi. Mến chào Quang Huy, mến chào quý vị khán giả. Vâng, thưa tất cả quý vị, vấn đề đầu ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ nói đến đó chính là câu chuyện về thời tiết, cụ thể là cơn bão số 8, Kompasu, xuất phát từ Philippines, ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam của chúng ta trong ngày hôm nay thưa chị Lê Nhi? Vâng, đúng như vậy Quang Huy, trong những giờ qua thì Bắc Bộ đã ghi nhận một cái lượng mưa rất là lớn và mưa cũng kèm theo dông. Cụ thể thì Ba Vì Hà Nội đã ghi nhận là lượng mưa hơn 100mm, Tiến Sơn Hòa Bình đã ghi nhận là 69,2mm. Và bên cạnh đó thì vào khoảng 13 giờ ngày hôm nay thì cơn bão số 8 sẽ di chuyển vào Biển Đông và cụ thể là cách quần đảo Hoàng Sa của chúng ta là 570 km về phía đông đông bắc, ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết biển, gây biển động sóng lớn. Và thời tiết của các vùng hôm nay chủ yếu sẽ là mưa do những ảnh hưởng của cơn bão này. Bên cạnh đó thì Lê Nhi sẽ cập nhật thông tin cụ thể của các vùng trên cả nước ở phần sau của chương trình. Quý vị hãy cùng giữ tín hiệu để theo dõi cùng chúng tôi quý vị nhé. Vâng ạ, xin cảm ơn chị Lê Nhi. Và như những gì Lê Nhi chia sẻ thì thời tiết ở các vùng ngày hôm nay chủ đạo sẽ là mưa. Vì vậy nếu tất cả quý vị có việc di chuyển ra ngoài đường thì quý vị cũng hết sức lưu ý mang theo những cái dụng cụ bảo hộ cho chính bản thân mình, áo mưa, ô dù quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng di chuyển vào phim trường trên 60 giây gặp gỡ tôi cùng với chị Việt Linh để đến với những thông tin trong nước và quốc tế đáng lưu ý trong ngày hôm nay. Xin mời. Những thông tin chính yếu trong tin sáng 30 giây. Tân Thủ tướng Nhật Bản lần đầu tiên đối mặt chất vấn từ phe đối lập. Nền kinh tế Triều Tiên trong nhiều năm vừa qua bị ảnh hưởng bởi tác động của thiên tai, bão lũ, cùng với đó là do áp dụng biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khắt khe, càng khiến khó khăn chồng chất. Trước áp lực này, lãnh đạo Triều Tiên đã kêu gọi toàn dân nỗ lực cải thiện cuộc sống. Liên Hiệp Quốc tổ chức thượng đỉnh khí hậu tại Trung Quốc trước thềm COP26. Hiện nhiều địa phương tại thành phố Đà Nẵng đã và đang khẩn trương phủ vaccine cho công nhân lao động. Phương châm hướng tới là không bỏ sót người dân nào. Điều này sẽ giúp cho người lao động an tâm hơn khi ở lại làm việc. Ghi nhận từ tin sáng 30 giây. Cho team là toàn thể công ty luôn 100%, nên mọi người rất chi là an toàn. Chạm tay vào di sản ngày hôm nay, thiêng liêng chiếc nhẫn bạc, tín vật định tình của người Chu Ru. Một mùa giả quyền nữa lại về trên miền đất lâm viên xe sắt. Giả quyền mọc ở nhiều tỉnh thành nhưng lại không có nơi nào rực rỡ và hoang dại như ở Đà Lạt. Trong cơn mưa chiều phảng phất sự da diết, giả quyền bung mình nở rộ, rải màu vàng óng ánh lấp ló trong những sợi mưa giăng, khiến cho lòng người bất chợt lâng lâng những cảm xúc kỳ lạ, miên man dòng ký ức về một xứ sở sương mù trong những ngày tháng 10 nắng lạnh. Hẳn là ai của một lần bất giác nhớ màu hoa giả quyền. Bao nhiêu năm trôi qua, giả quỳ vẫn cô độc bên vệ đường, vẫn là loài hoa dại nhưng hương nồng đậm sắc. Thứ duy nhất thu hút những người lữ khách chắc là màu vàng rực như sức sống trường tồn của thành phố ngàn hoa. Tháng 10 đã đến, mùa giả quỳ cũng đã về và cũng là thời khắc sắc hoa nhuộm vàng cả đất trời Đà Lạt. Tuy không to bằng hướng dương, nhưng giả quỳ lại nở thành từng bụi tạo thành những thảm hoa vàng rực, sưởi ấm cho vùng cao nguyên lạnh giá. Hoa đẹp nhất là vào buổi sáng, khi cái nắng của mùa đông vừa hừng lên, sương vẫn còn đọng trên lá và những cánh hoa từ những căn biệt thự kiểu Âu trong lòng thành phố cho đến những con đường đất tỏa đi muôn nẻo đều khoác lên mình màu giả quỳ rực rỡ. Nếu có dịp đến với Đà Lạt tháng 10, đừng quên đắm mình trong cái sắc hoang dại của loài hoa này để hiểu thêm về cái đẹp, cái tình của xứ sở mùa sương. Chào chị Việt Linh. Chào anh Quang Huy, chào ngày mới quý vị khán giả. Vâng, thưa quý vị, phải nói rằng là chưa khi nào mà tôi thấy bồn chồn và cuồng chân như lúc này, nhất là khi thấy mùa hoa giả quỳ đã bắt đầu vàng rực trên phố núi mùa sương Đà Lạt. Nhưng lúc này đây thì sau một thời gian yên ắng vì dịch bệnh thì Đà Lạt lại phát hiện thêm ca dương tính với Covid-19 và chính quyền địa phương vẫn với nhiều biện pháp kiểm soát để tháng 11 này có thể mở cửa và tạo điều kiện để du khách đến với thành phố trong những giới hạn nhất định. Và tôi thì cũng là một người rất yêu mến thành phố Đà Lạt. Chính vì thế nên tôi mong rằng mọi sự bình yên sẽ quay trở lại nơi đây sớm. Bởi vì một thành phố mà nguồn thu lớn từ ngành công nghiệp không khói mà phải đóng cửa quá lâu như vậy thì có lẽ là không ổn cho lắm. Và thực tế hiện nay thưa quý vị, các nước trong khu vực như là Thái Lan hay Singapore cũng đã bắt đầu mở cửa đón du khách và cho người dân sống tôn trọng Covid-19, theo như lời của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.
Vâng, và chúng ta cũng còn quý cuối cùng của năm 2021 này thôi. Với những tín hiệu lạc quan, nhìn từ công tác chống dịch thần tốc và việc phủ vaccine toàn dân cũng đang gấp rút. Đây cũng là điều tạo đà cho cái sự phát triển kinh tế, nhất là với các địa phương trọng điểm đầu tàu như là thành phố Hồ Chí Minh. Và đồng thời cũng là một hướng mở, hướng lạc quan cho Việt Nam của chúng ta từng bước mở cửa lại chào đón bạn bè năm châu. Một ngày mới tươi sáng vẫn đang ở phía trước quý vị ạ. Hãy cùng đến với 30 giây quốc tế. Thưa quý vị, tân thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm ngày 11 tháng 10 cũng đã cho biết rằng là ông sẽ ưu tiên hỗ trợ tiền lương cho công nhân tại các doanh nghiệp bằng việc ưu đãi thuế để giảm bớt khó khăn do Covid-19 mang tới, cũng như là giảm chênh lệch thu nhập trong xã hội. Thủ tướng Kishida trong lần đầu tiên đối mặt với sự chất vấn từ phe đối lập trong quốc hội cũng khẳng định ưu tiên ngắn hạn của ông là đặt nền kinh tế trên một nền tảng vững chắc hơn, với việc nới lỏng chính sách tiền tệ, áp dụng cải cách tài chính theo hướng linh hoạt và vạch ra một chiến lược tăng trưởng mới. Khi được một nhà lập pháp đặt vấn đề cải cách tiền lương, Thủ tướng Kishida bảo vệ các chính sách của mình và nói rằng đó là một trong những lựa chọn để tạo ra chu kỳ tăng trưởng và tái phân phối của cải hợp lý. Nhưng có những việc khác chúng ta nên làm trước tiên, đó chính là cải cách hệ thống thuế để tăng lương cho người lao động. Chính phủ sẽ bắt tay ngay vào kế hoạch giảm thuế cho các doanh nghiệp để họ có thêm nguồn lực tăng lương. Thủ tướng Kishida cũng đã bảo vệ chính sách kinh tế Abenomics nổi tiếng của cựu Thủ tướng Shinzo Abe và xem đây chính là chìa khóa để thúc đẩy tăng trưởng, kéo Nhật Bản thoát khỏi tình trạng giảm phát và tạo công ăn việc làm nhiều hơn. Dự kiến trong thời gian tới, Thủ tướng Fumio Kishida sẽ tiếp tục ra chất vấn trước Quốc hội về chính sách khác ngoài kinh tế như đối ngoại và an ninh quốc phòng. Tiếp tục là tin tức từ Triều Tiên. Lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un mới đây tiếp tục kêu gọi các quan chức trong đảng hãy nỗ lực để cải thiện cuộc sống của người dân trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn trầm trọng do hậu quả của các biện pháp khắt khe đối phó với COVID-19 cũng như các chính sách ưu tiên quá nhiều nguồn lực cho quốc phòng và an ninh. Hãng thông tấn Trung ương KCNA đã dẫn lời ông Kim như sau. Như đã đề ra tại Đại hội Trung ương lần trước vào tháng Giêng, kế hoạch 5 năm sắp tới của chúng ta phải cải thiện điều kiện sống, mang lại sự thay đổi cơ bản, cũng như là củng cố một nền tảng xã hội khiến cho thế giới phải ghen tị. Và điều này đòi hỏi là toàn thể cán bộ cũng như là nhân dân phải đồng lòng và chung sức. Ông Kim Jong-un trong cuộc họp vào tháng Giêng đã thừa nhận rằng chính sách kinh tế của nước này đã hoàn toàn thất bại trong bối cảnh COVID-19 xuất hiện trên thế giới. Những biện pháp đóng cửa biên giới, ngưng giao thương với Trung Quốc và Nga khiến Bình Nhưỡng không có nhiều nguyên vật liệu để sản xuất, dẫn tới các lĩnh vực kinh tế chủ chốt không thể hoạt động. Ông Kim cho rằng trong cuộc chiến chống lại các thế lực thù địch, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ thì Triều Tiên đã làm rất tốt, nhưng phát triển kinh tế thì ngày càng nhiều khó khăn. Theo ông, mệnh lệnh của đảng phải là xương sống để lãnh đạo đất nước. Các mệnh lệnh phải được thực hiện xuyên suốt và nghiêm túc từ trên xuống dưới. Chỉ như vậy đất nước mới đi lên và các khó khăn mới được đẩy lùi. Ông không đề cập đến chính sách đối ngoại hay quan hệ với Hàn Quốc hay Mỹ, hai nước mà ông Kim đang muốn nâng quan hệ lên một cấp độ khác để tìm kiếm việc dỡ bỏ cấm vận. Bình Nhưỡng đã đặt ra các điều kiện để nối lại đàm phán là Seoul và Washington phải từ bỏ tiêu chuẩn kép và ngừng chính sách thù địch. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price mới đây khẳng định Washington không hề thù địch với Triều Tiên. Nhà Trắng ủng hộ việc Hàn Quốc nối lại viện trợ nhân đạo cho miền Bắc. Nhưng ông cho rằng việc nghèo đói của Triều Tiên thuần túy đến từ chế độ chính trị và các chính sách sai lầm của họ. Thông tin kế tiếp liên quan đến tình hình dịch bệnh trong tương lai sẽ như thế nào thì đối với bất kỳ ai hy vọng có thể nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm trong vòng 3-6 tháng tới thì các nhà khoa học có một tín hiệu xấu, thưa quý vị. Đó chính là nhiều điều bất lợi sẽ xảy đến và nhân loại hãy dũng cảm đối đầu với tai ương thử thách. Nhân loại cần học thêm nhiều bài học nữa. Cụ thể là các đợt bùng phát sẽ khiến cho trường học tiếp tục đóng cửa, các cư dân trong viện dưỡng lão đã được tiêm chủng vẫn nhiễm bệnh và qua đời vì có bệnh nền, hay là người lao động quay trở lại văn phòng sẽ khiến bệnh viện bị quá tải một lần nữa. Và các chuyên gia đồng ý rằng hầu hết tất cả mọi người đều có khả năng nhiễm bệnh, nhưng hầu hết mọi người cũng sẽ được tiêm phòng trong thời gian tới. Vấn đề nằm ở chỗ, dù bạn có tiêm phòng, nhưng nếu có bệnh nền sẵn trong người, nguy cơ tử vong vẫn cao. Vaccine chỉ là bảo bối với những người có sức khỏe tốt. Cuộc chạy đua giữa các nhà khoa học và những biến thể mới của COVID-19 sẽ khó xác định được ai thắng ai thua trong thời gian ngắn sắp tới.
Tiến sĩ Michael Osterholm, giám đốc trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm tại Đại học Minnesota của Mỹ, đồng thời là cố vấn y tế của Tổng thống Joe Biden, mới đây cho biết rằng ông tin rằng số ca nhiễm mới sẽ tiếp tục ở mức cao trên phạm vi toàn cầu. Có thể nó sẽ giảm đi chút ít, nhưng lại bùng phát vào mùa thu và mùa đông. Ông cho rằng với hàng tỷ người trên thế giới vẫn chưa được tiêm chủng, hiện nay thì rất ít cơ hội để loại bỏ dịch bệnh hoàn toàn. Ngay cả khi tỷ lệ tiêm chủng tăng lên, sẽ luôn có những người dễ bị nhiễm như là trẻ sơ sinh, những người không thể tiêm chủng, thậm chí là cả những người đã tiêm chủng. Chỉ khác ở chỗ là họ có kháng thể cao hơn. Một tin xấu cho nhân loại là kháng thể từ vaccine sẽ giảm gần hết cứ sau mỗi 6 tháng và người dân lại phải đối diện với nguy cơ tử vong. Bài toán rất khó đặt ra bây giờ là làm sao để tất cả mọi người đều được tiêm chủng, nhưng bài toán khó hơn là làm sao để mọi người đều được tiêm chủng trong thời gian chưa qua 6 tháng. Tiến sĩ Michael tin rằng hệ thống y tế trên toàn thế giới không thể làm được điều này, ít nhất là trong những năm sắp tới. Thưa quý vị, trong phiên họp lần thứ 15 của Hội nghị các bên tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về Đa dạng sinh học COP15 đã bắt đầu từ thứ hai tuần này tại thành phố Côn Minh của Trung Quốc. Hội nghị dự kiến sẽ kết thúc vào thứ Sáu. Hội nghị được tổ chức cả trực tuyến và trực tiếp. Nội dung hội nghị năm nay là xác định mục tiêu và con đường cho việc bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu trong thập kỷ tới. Và trong 5 ngày diễn ra hội nghị thì nhiều cuộc họp cấp cao, nhiều phiên tham vấn, nhiều vấn đề thực tiễn về đa dạng sinh học và nhiều bài học kinh nghiệm trong bảo tồn thiên nhiên sẽ được các đại biểu mang ra bàn thảo. Và theo dữ liệu của ban tổ chức thì hơn 800 phóng viên từ 169 tổ chức và cơ quan truyền thông trên toàn thế giới đã đăng ký đến đưa tin về sự kiện. Trước ngày diễn ra hội nghị một hôm, Viện Thực vật học Côn Minh kết hợp cùng Viện Khoa học Trung Quốc đã tổ chức họp báo giới thiệu những thành tựu trong bảo tồn đa dạng sinh học của nước này. Từ khía cạnh lưu trữ các giống loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, cho đến nhân giống và bảo tồn hàng loạt tài nguyên sinh vật, tất cả đều được thực hiện theo quy trình khoa học có quy mô từ nhỏ tới lớn, được kiểm soát chặt chẽ. Các đại biểu cũng được tham quan hơn 2.500 loại thực vật đặc biệt được bảo tồn và trưng bày trong nhà kính Fuligon, thể hiện đầy đủ sức quyến rũ của một vương quốc thực vật thực sự. Hội nghị COP15 lần này được xem như tiền đề cho hội nghị chống biến đổi khí hậu COP26 sẽ diễn ra tại Glasgow của Vương quốc Anh vào cuối năm. Thưa quý vị, theo một nghiên cứu gần đây, nồng độ cao của chất paracetamol đã được tìm thấy ở vùng biển ngoài khơi phía bắc của thủ đô Jakarta, Indonesia, làm dấy lên lo ngại về rủi ro đối với môi trường. Nghiên cứu bao gồm các mẫu nước biển được lấy từ nhiều địa điểm khác nhau trong vùng và cũng như là một số địa điểm ngoài khơi miền trung của đảo Java. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Science Direct. Đây là lần đầu tiên báo cáo có sự hiện diện của paracetamol trong vùng biển ven bờ của Indonesia. Và các nhà khoa học từ Đại học Brighton và Viện Khoa học Indonesia cho biết, phát hiện trên làm dấy lên lo ngại về rủi ro đối với con người lẫn các loài sinh vật biển sống gần đó. Chất lượng nước ở vịnh Jakarta không đáp ứng được tiêu chuẩn. Ngoài paracetamol, một số kim loại cũng đã được tìm thấy. Các nhà khoa học cho rằng paracetamol trước tiên gây ra triệu chứng liên quan đến nồng độ oxy trong cơ thể, ảnh hưởng đến tiêu hóa và trao đổi chất của các loài sinh vật, trong đó có cả con người. Ngoài vấn đề trên thì chất paracetamol cũng có thể dẫn đến rối loạn nội tiết và nhiễm độc gan ở cá, ảnh hưởng đến sự phát triển phôi và vận động của ấu trùng. Một đại diện thuộc Tổ chức Hòa bình Xanh cho biết rằng việc phát hiện hàm lượng paracetamol trong các vùng ven biển cho thấy rằng việc quản lý chất thải vẫn còn lỏng lẻo, nhất là chất thải công nghiệp, dược phẩm, bệnh viện và hộ gia đình ở Jakarta cùng với các tỉnh lân cận. Vịnh Jakarta nằm ở phía bắc của thủ đô Indonesia, là nơi hợp lưu của 13 con sông nhỏ trên các đảo xung quanh. Khu vực vịnh Jakarta được biết đến với sự chênh lệch rất lớn về kinh tế vì hầu hết các cư dân sống dưới mức nghèo khổ, điều kiện vệ sinh kém và ô nhiễm tràn lan do nước thải từ các nhà máy là vấn đề được các nhà hoạt động xã hội cảnh báo từ nhiều năm vừa qua. Họ cũng cho rằng COVID-19 đã khiến tình trạng rác thải y tế tồi tệ hơn. Năm 2019, các tổ chức tình nguyện đã thả 3 tấn vẹm xanh vào vịnh Jakarta với hy vọng chúng sẽ hấp thụ bớt chất ô nhiễm và làm sạch vùng nước. Tuy nhiên, có lẽ con số này là còn quá ít và chỉ một phương pháp trên thì không đủ. Những thông tin chính yếu tiếp theo. Sở người lao động bỏ về quê, Đà Nẵng khẩn trương tiêm vaccine. Dù dịch bệnh, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn giữ nguyên phúc lợi cho người lao động. Bộ Giao thông Vận tải thí điểm mở lại xe khách liên tỉnh từ ngày 13 tháng 10. Những tháng ngày giãn cách xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh cũng khép lại, cuộc sống mở cửa từng bước đã hoạt động lại gần 2 tuần nay. Các sân bóng đá, phòng gym cũng nhộn nhịp trở lại, nhịp sống đô thị đang dần quay về, người dân cũng thay đổi thói quen để bắt nhịp với bình thường mới. Công cuộc chống Covid-19 đã đi qua một chặng đường dài. Trong quãng thời gian khó khăn ấy, lực lượng bộ đội đã có nhiều đóng góp trong việc bảo đảm đời sống an sinh nhân dân.
Giờ đây, họ sẽ đảm nhiệm thêm phần trọng trách thiêng liêng là nhận, vận chuyển cho cốt những nạn nhân Covid-19 trở về quê hương. Câu chuyện lan tỏa cùng Tin Sáng 30 giây. Hãy cùng đến với 30 giây trong nước. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thành phố Đà Nẵng đã và đang khẩn trương triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp để đảm bảo vừa phòng chống dịch, vừa duy trì sản xuất, phát triển kinh tế. Đây cũng là một trong những cách giữ chân người lao động. Trước tình thế, rất nhiều người có xu hướng muốn trở về quê do cuộc sống bấp bênh. Ghi nhận tại khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng có trên 30.000 công nhân. Hầu hết người lao động tại đây đã được tiêm mũi 1 cách đây 2 tháng. Trong đợt này, thành phố Đà Nẵng đã phân bổ vaccine và tiến hành tiêm vaccine mũi 2 để các doanh nghiệp cũng như là người lao động an tâm sản xuất, phát triển kinh tế. Cho tiêm là toàn thể công ty luôn, 100%. Nên mọi người rất là an toàn và mọi người không lo sợ về dịch lây nhiễm. Thành phố Đà Nẵng có 6 khu công nghiệp và một khu công nghệ cao với gần 70.000 công nhân đang làm việc. Hiện có 82% người lao động đã tiêm mũi 1 và 15% tiêm mũi 2. Thành phố cũng đang đẩy nhanh tiến độ, dự kiến là đến giữa tháng 10 sẽ hoàn thành tiêm 100% mũi 1 cho toàn bộ lao động. Các công nhân mà được các cơ quan bổ sung để đi tới điểm tiêm thì họ cũng rất là háo hức để được tiêm chủng vaccine, để được tiếp tục làm việc tại công ty. Mọi người ai cũng mong muốn hết trơn. Đẩy mạnh cái quá trình đi tiêm đi lên để cho nói chung là ngưng được dịch càng sớm càng tốt. Việc đẩy mạnh tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 cho công nhân lao động có ý nghĩa quan trọng đối với công tác phòng chống dịch, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được liền mạch, kinh tế địa phương nhanh chóng được phục hồi. Đây cũng là một trong những chính sách ưu tiên cho người lao động ở các tỉnh thành khác đến Đà Nẵng làm việc. Được biết, trong suốt thời gian giãn cách xã hội, thành phố có chủ trương yêu cầu các doanh nghiệp hỗ trợ tối đa chỗ ở, suất ăn cho nhóm người này, đồng thời liên tục có những suất quà, tiền hỗ trợ để họ yên tâm ở lại thành phố, chờ tới ngày quay trở lại công việc. Và tính đến nay, có khoảng 85% lao động đã trở lại với công việc. Thưa quý vị, làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp, mức độ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp là vô cùng lớn, thậm chí lớn hơn nhiều so với cả 3 đợt dịch trước cộng lại. Thế nhưng, theo thống kê khảo sát từ hàng trăm doanh nghiệp, trong tháng 8 vừa qua có gần một nửa doanh nghiệp không cắt giảm nhân sự và giữ nguyên lương, phúc lợi như trước khi dịch bệnh xảy ra. Cụ thể, dựa theo khảo sát của 400 doanh nghiệp và 1.200 người tìm việc tham gia khảo sát vào tháng 8 năm 2021, có khoảng 49,9% doanh nghiệp không cắt giảm nhân sự và giữ nguyên mọi chế độ cho nhân viên. Trong số này, đa số các doanh nghiệp mảng tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và công nghệ thông tin không cắt giảm nhân sự, giữ nguyên lương và phúc lợi. Trái lại, doanh nghiệp mảng du lịch, khách sạn cắt giảm lương nhiều nhất vì những lĩnh vực này gần như đóng băng trước diễn biến phức tạp của đại dịch. Thưa quý vị, diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 thời gian vừa qua cũng đã ảnh hưởng lớn đến với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và kéo theo đó chính là nhiều người lao động cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề. Trong bối cảnh này, thì Liên đoàn Lao động TP.HCM vừa triển khai kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán năm 2022 để người lao động an tâm tiếp tục làm việc. Với phương châm, tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, các công đoàn cơ sở sẽ cùng người sử dụng lao động xây dựng phương án chi trả lương lịch nghỉ Tết và các khoản phúc lợi khác cho người lao động. Hiểu được khó khăn của người lao động trong năm nay, nên các cấp công đoàn thành phố phấn đấu tặng 35.000 vé máy bay, tàu xe hoặc ưu đãi về giá vé cho người lao động hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Đặc biệt, TP.HCM sẽ tổ chức chương trình chuyến tàu mùa xuân lần thứ hai. Những gia đình đoàn viên tiêu biểu sẽ được hỗ trợ 100% vé tàu về quê. Quý vị thân mến, sau nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống dịch, tình hình dịch bệnh tại TP.HCM đã có nhiều tín hiệu lạc quan. Cũng từ đó, người dân càng thêm phần an tâm để bắt nhịp với cuộc sống bình thường mới. Và trước những tín hiệu này, Sở Y tế TP.HCM đã có những điều chỉnh về việc xét nghiệm tại các cơ sở khám chữa bệnh cho phù hợp với tình hình mới. Theo đó, thì tại các cơ sở y tế khi tiếp nhận bệnh nhân đến khám chỉ thực hiện khai báo y tế điện tử, tổ chức phân luồng sàng lọc theo quy định của Bộ Y tế. Trong quá trình sàng lọc tập trung khai thác các triệu chứng để làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 với những trường hợp nghi ngờ. Cùng với đó, TP.HCM rất khẩn trương trong công tác tiêm phòng COVID-19, trong đó thì người tiêm đủ 2 mũi là trên 70%. Thông tin kế tiếp, thưa quý vị, sau khi TP.HCM và các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách, hàng trăm ngàn người đã đổ về quê ở miền Tây đi qua nhiều tỉnh, thành phố. Nguy cơ lây lan dịch hiện hữu khi có những F0 lẩn khuất là rất cao.
Trước áp lực này, thì các tỉnh miền Tây không chỉ cần cung cấp vaccine mà còn đề nghị được hỗ trợ về nguồn nhân lực trong công tác phòng chống dịch. Đến nay, tại các tỉnh thành miền Tây vẫn tổ chức công tác điều trị thu dung theo phương châm 4 tại chỗ và tháp 3 tầng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuy nhiên, thực tế những ngày gần đây có đến hàng trăm ngàn người dân hồi hương, gây áp lực rất lớn cho các địa phương vùng miền Tây trong công tác tiếp đón, phân loại và thực hiện cách ly. Chưa kể, trong dòng người đổ về còn có những người mắc bệnh. Trong khi đó, hệ thống y tế của các tỉnh còn hạn chế. Trước tình trạng này, một số tỉnh như Bến Tre, Sóc Trăng đã đề nghị được hỗ trợ nguồn lực như sinh phẩm xét nghiệm, hỗ trợ vaccine để tiêm cho người dân. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trước tình hình mới vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã có đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về thí điểm hoạt động trở lại xe khách liên tỉnh. Theo đó, thời gian thí điểm sẽ là từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 10, kế hoạch được áp dụng tại các địa phương có nguy cơ dịch bệnh trên toàn quốc. Trong thời gian thực hiện thí điểm, xe khách liên tỉnh thực hiện tối thiểu 5% và tối đa không vượt quá 30% số chuyến trong 7 ngày đã được cho phép khai thác trước đó và có giãn cách chỗ trên xe. Với hành khách đi từ địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đến địa phương có nguy cơ tương đối hoặc là thấp hơn, phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 có xét nghiệm âm tính. Trường hợp hành khách chưa đủ điều kiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đi cùng với người thân trên chuyến xe phải tuân thủ thông điệp 5K cũng như là khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế. Một điều dễ thấy ngay lúc này, thưa quý vị, đó là sức sống mới và nhiều năng lượng tích cực đang bắt đầu lan tỏa trong không gian thành phố Hồ Chí Minh khi mà các lĩnh vực như là xã hội, kinh tế và dịch vụ đã bắt đầu được mở cửa trở lại. Và trong đó thì sinh hoạt thể dục thể thao đang dần thu hút ngày càng nhiều người dân tập luyện trở lại, vừa để tăng cường sức khỏe bản thân, vừa bổ sung vaccine tinh thần giúp giải tỏa tâm lý trong mùa dịch này. Cảm giác của em rất là phấn khích, rất là háo hức, tại vì cũng đã lâu lắm rồi không được tham gia đá bóng. Mà đá bóng thì thực ra với những người đàn ông thì rất là đam mê. Bất chấp trời mưa, người ướt sũng, những cầu thủ bóng đá phủi này rất hào hứng với từng đường banh, từng pha qua người cắt bóng, từng cú sút trên mặt sân đậm nước. Tất cả chỉ để thỏa cơn khát đá bóng sau hàng tháng trời phải bó gối ngồi nhà. Để được tham gia trở lại với hoạt động thể thao ngoài trời, các thành viên phải đáp ứng yêu cầu thẻ xanh COVID hoặc thực hiện khai báo y tế đầy đủ khi đến sân. Tôi chỉ hô hào thôi là ngày hôm nay có lịch đá tập luyện trở lại là anh em có mặt đầy đủ. Chứng tỏ ra mọi người cũng mong muốn là được tham gia và cùng hoạt động thể thao ngoài trời ngày hôm nay. Việc tập luyện thể dục thể thao của người dân được Thành phố Hồ Chí Minh cho phép khởi động lại từ ngày 1 tháng 10, từ chạy bộ trên đường ở công viên sân bóng đá đến câu lạc bộ thể thao, phòng gym đang dần thu hút người tập trở lại. Với hoạt động thể thao trong nhà, yêu cầu về phòng dịch đặt ra cao hơn do môi trường kín, phải đảm bảo 5K, vệ sinh khử khuẩn phòng ốc, hạn chế số lượng người tập. Quá trình tập thì cũng đeo khẩu trang và khi mình khách đi tập thì mình ghi lại danh sách để những người đi tập để kiểm soát tốt hơn. Đi tập lại thực sự rất là mua vui, vậy nó khỏe người lắm. Nồn nóng lắm, tới giờ đi tập không à. Khỏe để phòng dịch là điều cốt lõi để nhiều người dân mong chờ và rất hào hứng khi trở lại với các hoạt động thể thao trong nhà lẫn ngoài phố. Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao còn là liều vaccine tinh thần quý giá, giúp giải tỏa tâm lý, bớt đi những căng thẳng lo âu nơi người dân trong thời gian dài giãn cách để chống dịch vừa qua. Thưa quý vị, tính đến nay, trong số các nạn nhân tử vong do COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 31 người lao động đến từ các tỉnh thành miền Trung từng sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minình. Sau khi thực hiện nghi thức hỏa táng, tro cốt của những nạn nhân được các chiến sĩ bộ đội tiếp nhận, tổ chức lễ tưởng niệm và bàn giao cho người thân tại quê nhà trong niềm tiếc thương vô hạn. Ngay khi tiếp nhận 31 bộ tro cốt của các nạn nhân từ Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác của Cục Chính trị Quân khu 5 đã vận chuyển và bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu để trao lại cho các gia đình nạn nhân lo hậu sự. Hành trình đã vượt qua gần 1.000 cây số, đi qua 10 tỉnh thành và điểm đến cuối cùng là thành phố Đà Nẵng. Bằng tất cả tinh thần và trách nhiệm, là mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ vì nước, vì dân, những người lính không kể nguy hiểm, vất vả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng, đưa nạn nhân về với quê hương, với người thân. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chúng tôi nghĩ rằng là một nhiệm vụ rất là thiêng liêng và cao quý.
chúng tôi xem những cái nạn nhân tử vong là giống y như người thân của mình. Vì trên đường cơ động về, mặc dù là thời tiết nó không được thuận lợi, bằng cái tâm huyết của mình là động viên anh em ở trong tổ công tác để triển khai bằng nhiều phương án, bằng mọi giá chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ. Rời quê hương vào thành phố Hồ Chí Minh để mưu sinh, lập nghiệp, những nạn nhân này đã tử vong khi không có người thân, không bạn bè bên cạnh. Còn với những người còn sống, giây phút chờ đón tro cốt của người thân trở về thật sự quá dài. Họ xúc động trước sự giúp đỡ hết mình, chu đáo của những người lính Cụ Hồ và cảm thấy phần nào được chia sẻ nỗi đau để không ai bị lãng quên và không ai bị bỏ lại phía sau. Trời mưa, đường xá xa xôi mà có chú bộ đội nên là quan tâm đến người dân, đưa em chúng tôi từ thành phố Di về đến đây. Gia đình rất là cảm động, không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn nhưng không biết có gì hơn nữa. Tôi rất xúc động và cảm ơn các đồng chí chiến sĩ bộ đội quân khu 5 tạo điều kiện cho thân nhân những người đã mất mát để gặp lại được những người thân trong gia đình mình như thế này. Lễ tưởng niệm các nạn nhân diễn ra chu đáo, trang nghiêm mà vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Nghĩa cử là nghĩa tận. Việc làm này của bộ đội quân khu 5 không chỉ thể hiện trách nhiệm đối với nhân dân mà còn là sự chia sẻ những đau thương, mất mát to lớn đối với gia đình các nạn nhân, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tô thắm thêm hình ảnh tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Vâng thưa quý vị, giữa đất trời Tây Nguyên rộng lớn, vùng đất này luôn biết cách hấp dẫn người khác bằng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ cùng với những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Và trong đó thì có đồng bào dân tộc người Chu Ru. Dân tộc Chu Ru mang trong mình những nét văn hóa tập tục rất là riêng, không thể hòa lẫn vào đâu được, nhất là trong phong tục hôn nhân lễ cưới. Và ấn tượng nhất đó chính là đôi nhẫn cưới, đây chính là tín vật trao duyên của những cặp nam nữ nên duyên vợ chồng. Như quý vị cũng biết thì nhẫn là một món đồ trang sức quá là quen thuộc với tất cả mọi người rồi. Nhưng với người Chu Ru thì lại mang giá trị ý nghĩa rất đặc biệt. Không chỉ là tượng trưng cho tình duyên lứa đôi mà chiếc nhẫn còn là một phần tinh thần dân tộc mẫu hệ Chu Ru. Những công đoạn để làm ra chiếc nhẫn bạc, câu chuyện về quá trình gìn giữ tín vật định tình của người Chu Ru sẽ được thể hiện rõ qua chuyên mục 30 giây chạm tay vào di sản ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Không chỉ là món đồ trang sức, với người Chu Ru, chiếc nhẫn bạc còn là một điều thiêng, gắn liền với đời sống tâm linh và có mặt trong những nghi thức quan trọng của cộng đồng. Nhẫn bạc của người Chu Ru thường là nhẫn đôi nên chúng được gọi là nhẫn trống, mái. Để đúc được chiếc nhẫn trống mái phải trải qua nhiều công đoạn. Các công đoạn đều cần kỹ thuật và kinh nghiệm. Trong đó thì việc tạo khuôn là đòi hỏi được chăm chút nhất. Khuôn nhẫn được làm từ nguyên liệu chính là sáp ong. Người nghệ nhân sẽ nấu chảy sáp, lấy dùi gỗ nhúng vào sáp nóng, rồi để nguội. Tách sáp ong ra khỏi dùi sẽ được một khuôn sáp tròn. Tùy theo kích cỡ của ngón tay, nghệ nhân sẽ cắt sáp thành những khoanh tròn lớn nhỏ để tạo khuôn. Thân của nhẫn mái thường để trơn, thân của nhẫn trống được tạo hình khá cầu kỳ. Người Chu Ru có câu, thích anh rồi, em tặng chiếc nhẫn thiêng, mong sớm ngày nên duyên chồng vợ. Vì thế, đôi nhẫn càng mang một giá trị ý nghĩa to lớn. Đến nay, người đàn ông tên Gia Tuất được xem là nghệ nhân đúc nhẫn cuối cùng của dân tộc Chu Ru ở tỉnh Lâm Đồng. Trên mảnh đất cao nguyên Đại Ngàn, vợ chồng nghệ nhân Gia Tuất vẫn ngày ngày giữ gìn, tiếp nối và truyền lại vốn cổ quý báu của cha ông cho thế hệ sau, cũng như những phong tục, tập quán tốt đẹp trong hôn nhân của dân tộc mình. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cũng đã, hầu hết mọi người đều đã được bắt đầu đi ra đường rồi, cho nên càng cần quan tâm hơn đến tình hình thời tiết. Chính vì thế, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đón xem những thông tin cập nhật trực tiếp về thời tiết ngày hôm nay từ phóng viên Lê Nhi. Xin mời Lê Nhi. Quý vị thân mến, Lê Nhi đã quay trở lại với phần thông tin dự báo thời tiết chi tiết.
Thưa quý vị, 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía đông đông bắc, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tương đương là 100-120 km/h, ở giờ cấp 13. Tiếp theo, bão sẽ di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Và đến 13 giờ ngày 13 tháng 10, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tương đương là 100-120 km/h, giật cấp 13. Sau đó bão sẽ di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 14 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực biên giới Việt-Lào, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương là 40-50 km/h, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giờ cấp 13, sóng biển cao từ 4-6m, biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro do thiên tai trên vùng biển khu vực Bắc Biển Đông là ở cấp độ 3. Do ảnh hưởng của sự kết hợp của rìa phía Tây giải hội tụ nhiệt đới với không khí lạnh tăng cường, nên từ nay ở khu vực từ Thanh Hóa cho đến Quảng Bình sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến là từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Từ ngày mai ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng 15-17 độ vĩ bắc hạ trục xuống phía nam, kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, cho nên từ hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến là từ 80-160mm, có nơi trên 200mm, và thời gian mưa lớn tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Ở khu vực từ Quảng Trị cho đến Ninh Thuận sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến là từ 20-50mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 70mm trong vòng 24 giờ, và trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay sẽ có mưa dông cả ngày với nhiệt độ hiện đang là 26 độ. Mưa dông chủ yếu vào buổi chiều và có thể gây ngập lụt tại một số khu vực trũng của thành phố. Quý vị cẩn thận trước khi mà ra đường vào giờ tan tầm quý vị nhé. Và sau đây là thông tin về thời tiết chi tiết của các vùng trên cả nước như sau. Phía Tây Bắc Bộ có nhiệt độ từ 19-29 độ C, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Phía Đông Bắc Bộ có nhiệt độ từ 19-29 độ C, đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển của khu vực này có gió cấp 3, cấp 4. Đêm và sáng sớm của khu vực này sẽ có trời lạnh. Khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế có nhiệt độ từ 21-29 độ C. Phía Bắc của khu vực này đêm và sáng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam của khu vực này có mưa vài nơi và khu vực buổi chiều sẽ có mưa rào và dông rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận có nhiệt độ từ 23-33 độ C. Chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng. Phía Bắc của khu vực này có gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Nam có gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Tây Nguyên sẽ có nhiệt độ từ 19-29 độ C, có mưa rào và rải rác có dông. Và chiều và tối của khu vực này sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Nam Bộ có nhiệt độ từ 23-30 độ C, có mưa rào và rải rác có dông. Chiều tối và tối có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Tôi là Nhi FBC đang cập nhật thời tiết cho tin sáng 30 giây. Còn bây giờ xin mời trở lại trường quay. Vâng, xin cảm ơn Lê Nhi rất nhiều, và quý vị cũng nghe những cái thông tin về thời tiết với cơn bão số 8 ngày hôm nay thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các tỉnh ở Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là ở khu vực miền Trung. Vì vậy nên tất cả quý vị chúng ta cũng nên trang bị cho mình áo mưa, ô dù để bảo vệ sức khỏe khi chúng ta di chuyển ra ngoài. Bên cạnh đó thì với những thông tin quý vị thấy rằng là cuối chương trình ngày hôm nay, background của chúng tôi cũng liên quan tới cánh đồng hoa dã quỳ cũng rất là đẹp của Đà Lạt. Hãy cùng nuôi dưỡng tinh thần của mình thật đẹp, tâm hồn thật đẹp nhất để chào đón những ngày sắp tới khi chúng ta có thể đến Đà Lạt để du lịch cùng với những người thân yêu quý vị nhé. Hy vọng rằng những điều mà anh Quang Huy nói sẽ có thể gửi gắm đến cho quý vị, giúp cho quý vị có một tinh thần thật tốt trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi Tin sáng 30 giây cùng với Việt Linh và Quang Huy. Hẹn gặp lại quý vị trên Tin sáng 30 giây tại FBNC vào sáng ngày mai 6:30.